sửa chữa đồ điện Dũng Ngân xin kính chào quý khách nhé. Hôm nay mình đi sửa cái nồi cuckoo cho các anh em thợ xây dựng này, mua cái đèn GK3000 các bạn nhé, tổng là 23 lít này, 3000W. Bây giờ cũng 10 rưỡi để tối rồi, nhưng mà các bạn ấy muốn là mình sửa về 4 giờ sáng mai các bạn ấy đi nấu cơm để cho thợ đi làm buổi sáng. Chính vì thế 10 rưỡi rồi mình cũng phải cố mà làm. Thấy khách báo là cái nồi này nó có tình trạng như này, tức là bật đun, bật nước này xuống đun này, thì sau khi đun cơm chín rồi thì nó nhảy lên rồi, và sau nó lại tự nhảy xuống. Nhưng mà khả năng là sẽ không phải nhảy cơ khí đâu, khả năng là nó tiếp điểm nó bị nhảy đấy các bạn ạ. Cho nên chúng ta đi kiểm tra cái tiếp điểm mà công tắc ở đáy nồi nhé, là xem nó lỗi cái gì nhé. Ok, mình đi mình tháo ra nhé. Và chắc chắn là cái nồi này khi mà nghiêng thì nó rất nhiều bẩn. Bếp nồi công trường mà, cho nên là khả năng là mình sẽ phải vệ sinh trước khi chúng ta sửa chữa các bạn ạ. Ok, bây giờ mình đi mình tháo nồi ra nhé. Đây các bạn ơi, đây là nội thất bên trong của cái nồi cơm điện này. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem là nó lỗi ở đâu nhé. Về cơ chế thì đây, hai dây nguồn vào đây, và nó chạy qua một cầu trì nhiệt này. Cầu trì nhiệt đang có hiện tượng hơi xám màu rồi này, chạy vào dây của một bên sợi đốt này. Cái nồi này nó có 3 sợi đốt, chắc là mỗi sợi đốt này 1000, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ có một sợi những sợi đốt chính và sợi đốt phụ. Nhưng mà ở đây mình thấy bên này cũng linh sang nhau này, thì có thể là sẽ không có sợi đốt phụ các bạn ạ. Đó, và dây xanh, dây trắng và dây đỏ này nó chỉ là cái đèn báo đằng trước thôi. Vậy là cơ chế của cái nồi này rất đơn giản, có nghĩa là khi đây dây trắng đây nha các bạn nhé, nó vào hai con dây le này, một con dây le là con dây le cơ sử dụng 540 để bật cái dây le này, còn một cái này là dây le nhiệt. Dây le nhiệt này nó sẽ là dây le nhiệt ủ các bạn ạ. Khi mà nồi cơm nó bị nguội thì dây le này nó sẽ chịu trách nhiệm đóng tiếp điểm để nó lại hâm nóng lên. Thì đây chúng ta xem nhé, dây này đi thẳng vào sợi đốt, ok, cắt một bên AC này. Còn dây này nhá, đi vào hai đầu dây le. Thì chân da của hai đầu dây le này, chiếc này nó sẽ linh ba cái này. Đó. Và nó sang tiếp điểm thứ hai của con dây le này. Vậy là tiếp điểm này đóng một cái thì AC thứ hai sẽ đóng cho cả ba dây luôn này các bạn nhá. Đây. Hoặc là cái này đóng thì nó cũng đóng AC cho cả ba dây luôn. Vậy là một trong hai cái này nó đóng là ok. Vậy thì bây giờ để mà dây le cơ khi mà nam châm này nó bị nóng và nó mất từ nó nhả rồi thì không có chuyện nó tự nhảy lên, nó kéo ngược lên được. Chính vì vậy lỗi là lỗi ở cái chiếc dây le này các bạn nhé. Và bây giờ như mọi khi cái dây le ấy, để mình test dây le nó nhảy hay không nhảy ấy, thì mình hay làm động tác như này này, ấn cái này lên này, nó nhảy hay không cái biết ngay này. Như hiện tại đây mình ấn nó không nhảy nhá. Ví dụ đây mình có cái dơ le của Sanaki mình chuyên lắp cho lò nướng này. Đây các bạn này, khi mình cầm tay một ngón ở đây, một ngón ở đây mình bóp này, dơ le sẽ nhảy này. Đấy các bạn nhìn này. Đây nhá. Bóp nó sẽ nhảy lên nhảy xuống này. Đấy các bạn thấy không? Khi chúng ta bóp thì nó sẽ nhảy lên nhảy xuống. Hiện tại cái này bóp nó không nhảy. Vậy là khả năng là cái dơ le này nó bị chạm tiếp điểm rồi các bạn nhé. Nó như kiểu là tiếp điểm này nó bị quá tải và nó bị dính cứng rồi. Và khi đối với cái nồi 3000W các bạn chia cho 220 P bằng U nhân R, U nhân Y, P bằng UI, thì các bạn chia cho 220 thì nó ra được cái dòng điện của cái ba cái sợi đốt này khi đóng một lúc nhá. Thì 3000 mình chia cho 220 cái chia 2 đi là 1500, là 15A đúng không ạ? Vậy là 15A thì dơ le này là người ta đang lắp là dơ le 20A, nhưng mà 20A còn chết này các bạn này. Khi mà nó ở cái trạng thái đóng ngắt
Đối với các cái dưa le này thì thường thường mình sẽ độ chế cho một dưa le phụ. Nhưng mà ở cái môi trường của cái nồi này nó rất là nóng, cho nên không có một cái dưa le cơ khí nào. Đây, ví dụ mình lấy một con dưa le này ra chẳng hạn này. Không có một con dưa le nào như thế này mà nó chịu được cái nhiệt độ ở trong này các bạn ạ. Cho nên nếu mà độ thì phải độ bằng dưa le loại dưa le điện tử, mà là cái loại mà không không có cơ khí, mà là dưa le điện tử. Nó gọi là dưa le gọi là gì nhỉ? Tự nhiên mình quên. Dưa le khối nó đóng hoàn toàn bằng bằng như kiểu chiác, hay là đóng bằng chiác ấy các bạn ạ. Tức là đầu vào của nó là 220 khi, hoặc là 24V hay là gì đấy, tùy vào đầu vào của nó. Và đầu ra nó sẽ đóng bằng điện tử chứ nó không sử dụng cơ khí. Thì cái tiếp điểm dưa le đấy thì khỏi phải nghĩ luôn. Thì cái đấy nó chịu nhiệt rất là tốt, nhưng mà đối với một cái nồi này mà sử dụng cái dưa le đấy thì nó lại rất là tốn kém, nên khả năng là nó sẽ không phù hợp các bạn ạ. Ở đây cái này của mình nó có 250V và 10A, tiếp điểm của cái dưa le của Sanaki này thì nó rất là chất lượng các bạn ạ. Cái này ghi 20A, để mình tháo ra chúng ta xem cái chất lượng của dưa le nó thế nào nhé. Đối với cái dòng dưa le của lò nướng Sanaki này, lò nướng Sanaki thì nó cũng khá là khỏe, nó có thể lên đến 16A, 15A, nó cũng tương tự với cái này. Lò nướng chính vì thế cho nên là mình đã phải mua rất nhiều dưa le để lắp cho các loại lò nướng này. Nó có rất nhiều kiểu tai, và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái đây, cái này dưa le này thì các bạn nhìn cái tiếp điểm là màu trắng này, cái chỗ này này màu trắng, về mặt thiết kế nó khác cái này nhá. Đó, về mặt thiết kế nó khác. Mình sẽ tìm cái tầm 20A để mình nắp cho thay vào đúng vị trí này nhá. Ok, bây giờ mình đi mình vặn tháo con dưa le này ra. Bây giờ nó đang bị kẹt chập tiếp điểm này các bạn ạ. Đây, để chúng ta kiểm nghiệm xem. Bởi vì khách bảo là khi nó nhảy rồi mà nó vẫn đóng trở lại thì chắc chắn là tiếp điểm nó bị chạm rồi. Đây nhá, khi đồng hồ lên đèn tức là chập nhá. Đấy, bây giờ mình nhả con này xuống này. Nhả này ra này, nó vẫn chập này các bạn thấy không? Đây, mình nhấc cái tiếp điểm này ra nhá. Nhấc cái tiếp điểm này này. Đấy, nó vẫn chập các bạn nhá. Khi đóng này nó mới chập cơ, nhưng mà này nhả này nó vẫn chập này. Có nghĩa con dưa le này chạm rồi. Bây giờ mình sẽ tháo con dưa le ra nhá. Ok. Đây các bạn ơi, cái tiếp điểm dưa le của nó đã đóng chập, dính luôn cả tiếp điểm này các bạn này, cháy luôn tiếp điểm đó, mà nó bị cong vênh như thế này này, nó tức là cái tiếp điểm nó bị chập luôn. Vậy là bây giờ chúng ta đi thay cái dưa le này bằng một cái dưa le mới nhé. Mà các bạn nhìn cái dưa le của Sanaki, cái tiếp điểm của nó rất là chất lượng luôn bạn này. Không tự nhiên mà 700.000 một cái dưa le này đâu. Dưa le Sanaki. Đây, nó có hai loại. Đây, các bạn nhìn này, cái tiếp điểm của nó rất là to, và cái bề mặt tiếp xúc các bạn nhìn nhé. Ví dụ các bạn mua một cái dưa le, các bạn để ý cái bề mặt tiếp xúc này. Tức là hai cái tiếp điểm này khi mà nó chập vào nhau thì nó phải phẳng. Bề mặt tiếp xúc nó phải phẳng như kiểu cái kìm này các bạn này. Mặc dù mở lên thì nó vách này, nhưng mà khi chập vào nó phải phẳng khít như này này. Đấy, thì nó tương tự. Các bạn mua dưa le các bạn dơ lên ánh sáng này, thì cái tiếp điểm là nó đóng vào nhau, là hai cái trên cái dưới nó phải phẳng vào nhau thì nó mới tiếp xúc tốt nhá. Đây các bạn bóp này, này nó nhảy như này này.
Đó, nó nhảy nhà được nha. Rồi, bây giờ mình đi mình lắp cái này vào rồi. Cái này nó có 10A không được. Mình sẽ lấy cái 20A lắp nhé. Và ở cái giờ này cũ thì nó có chế độ bắt vít các bạn này. Chính vì thế bây giờ ở cái giờ này mới này nó là cắm rắc. Chính vì thế mình sẽ đi mình khoan lỗ và mình bắt bù lông mấy cù nhé. Và đây nó có các cái thang chia độ này. Cái này nó có chế độ điều chỉnh. Có thể lên đến 300 độ. Tối đa là 350 độ. Chính vì thế cho nên là cái này mình sẽ phải test nồi thử. Khi mà nồi ở chế độ ủ nó ngắt rồi, cái dây le này ngắt này, thì nó nguội đi bao lâu thì mình phải điều chỉnh cái này cho vào đúng về đó, chế độ đó. Ở đây thì cái dây le cũ họ có viết cái chương trình ở đây, nhưng mà đối với dây le mà đều có cái núm điều chỉnh này này thì mình sẽ phải điều chỉnh các bạn ạ. Đây, con ốc này cũng bị dài hơn này. Mình sẽ phải bắt con ốc dài hơn này. Xuyên vào đây xuống đấy. Đó, ok, bây giờ mình đi độ chế nhé. Các bạn ơi, ở một cái môi trường mà với cái nhiệt độ cao này thì chúng ta bắt buộc phải siết bằng ECU bu lông nhé. Thì nó mới đảm bảo cho thiết bị nó bền được các bạn ạ. Bởi vì nếu mà chúng ta sử dụng bắt vít thường hoặc là chỉ sử dụng cái ví dụ mối han chẳng hạn là không thể chấp nhận được, nó sẽ cái chỗ tiếp điểm này nó sẽ bị lung lay, và khi nó lung lay thì nó tạo ra cái nhiệt, chính cái nhiệt đó nó phá hỏng luôn cái chỗ điểm tiếp xúc này các bạn ạ. Chính vì thế chúng ta phải bắt thật chặt, càng chắc càng tốt. Nếu mà có kim loại hàn cố định nó vào càng tốt. Đó, ok. Bây giờ mình chỉ bắt vít xuống đây là xong thôi. Còn cái khâu điều chỉnh này thì mình sẽ ví dụ ở trong cái này. Nước sôi là 100 độ. Thì cái này mình cho thành 200 độ. Đấy. Ở cái chiết áp này là chế độ ủ, đúng không ạ? Thì ở trong môi trường này rất là nóng thì mình sẽ chỉnh khoảng 200 độ. Nó ok đấy các bạn ạ. Và tất nhiên là mình sẽ phải cắm thử cho cái này nó nhảy lên là lúc đấy là bao nhiêu độ, thì cái này nó sẽ phải, trong lúc cái này đang đun này, cái này nó ngắt này, thì cái này nó sẽ phải, khi cái này ngắt thì cái này cũng phải ngắt nhé. Còn khi nào chúng ta nó sẽ tự bật trở lại khi cái này mâm nhiệt này nguội xuống, tức là cái dơ le này khi lúc chưa bật lên, khi cái này ngắt là cái này cũng không được phép bật nha các bạn nhé. Chứ nếu mà ngắt mà cái đấy vẫn bật là thôi coi như toang đấy. Cái nhiệt độ của cái dơ le này nó phải lớn hơn nhiệt độ của dơ le này để làm sao để khi cái này nó ngắt rồi thì chuyển sang cơ chế ủ là bên này chưa được phép đóng. Bao giờ mâm nhiệt này nó nguội xuống bắt đầu cái này mới được phép đóng các bạn ạ. Đấy. Cái nguyên lý cơ bản là thế. Bây giờ mình đi mình bắt đốt con vịt này thôi. Rồi, mình đã lắp xong rồi này. Đó, rất là chắc chắn. Về cái chiết áp này mình sẽ để khoảng 50% nhé. Đây, nó quay mặt sang đây và quay mặt sang đây. Thì để ngang như này là nó 50%. Đó, xong rồi chúng ta cắm thử. Tất nhiên chúng ta phải đậy cái đáy vào để cho môi trường trong này nó là môi trường khép kín nhé. Thì lúc đấy thì nhiệt độ nó mới chuẩn được các bạn ạ. Ok, bây giờ mình đậy lại mình test thử nhé. Xanh vẫn xanh không như bao giờ. Ồ, quay hướng nào cũng được. Ok. Khít khít luôn. Đẹp luôn. Bây giờ 11:30 rồi.
cố gắng xong sớm để còn gọi bạn ý, bạn lấy hôm 4 giờ sáng bạn lại réo mình lên thì chết. Các bạn ơi, khi chúng ta chưa bật cái này và giơ lè phụ sẽ làm việc, cắm điện nó sẽ đóng điện, và chúng ta xem cái thời gian mà khi cái giơ lè chính nó ngắt, giơ lè phụ nó ngắt này, thì chúng ta bật cái này xem giơ lè cái nam châm nó có dính hay không. Nếu mà nam châm vẫn dính thì là nhiệt độ được, còn nếu mà nam châm mà không dính nữa, có nghĩa là cái nhiệt độ nó cao hơn cái nhiệt độ giơ lè chính này rồi, thì chúng ta sẽ lại phải điều chỉnh cho nó thấp chút đi nhé. Đây mình nó đang đóng 2600W và mình để cho giơ lè phụ nó ngắt đi đây các bạn ạ. Mình đang đặt xoong vào để chưa bấm như này để cho giơ lè phụ làm việc trước. Cái nồi kia nó mỏng, nó nhẹ quá, thành ra mình lại phải lấy cái ruột nồi cơm điện này để đè cái nam châm. Đây nó ngắt rồi các bạn này, và bây giờ chúng ta bật ra chính là nó phải đóng tiếp này. Đấy các bạn thấy không, vậy là nhiệt độ là nó kém hơn ra chính rồi nhé các bạn nhé. Nhưng mà cái nhiệt độ lúc này đang là bao nhiêu, là nhiệt độ lúc này đang là thấp hơn rất nhiều này. Vậy là mình có thể sẽ phải tăng lên chút nữa để cho cái nhiệt độ nó cao hơn một chút, bao giờ nó gần đạt với nhiệt độ giơ lè chính thì là được các bạn ạ. Ok, bây giờ mình đang chỉnh cho nhiệt độ tối đa của cái giơ lè phụ nó vào tầm 350 độ, nhưng mà trong môi trường của lò nướng ấy thì nó sẽ khuếch đại sang nó yếu hơn, cho nên mình có thể mình sẽ phải chỉnh thêm một chút ở cái tim của giơ lè nữa. Đây các bạn này, trên cái giơ lè này nhá, thì cái tim của giơ lè này nó có một cái vít chỉnh này để tăng thêm nhiệt độ, nếu mà không đạt thì mình sẽ tăng thêm nhiệt độ nữa. Đây mình đang sử dụng này giơ lè phụ để mình kiểm tra cái nhiệt độ này, bởi vì khi mà giơ lè phụ nó đóng vào thì nhiệt độ của cái mâm này ít nhất nó phải 100 độ để nó làm sao để nó làm ráo nước, nó như kiểu ủ các bạn ạ, nó phải trên 100 độ. Đấy, nó nhảy rồi đấy các bạn này, vậy là mình phải chỉnh thêm tim nữa để cho nó mạnh hơn nhé. Đấy, giờ là chỉnh mạnh cho đóng rồi, mình sẽ phải điều chỉnh thêm một cái tim của cái tay vặn này nữa này. Ok bạn ơi, ở cái giơ này của họ thì nó cũng có cái vít chỉnh ở tim này. Đây, mình lấy nét này. Đấy, tức là cái ngoài này là chỉnh cái lớn, một cái trong này bằng 10 cái ngoài này các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ cũng chỉnh cái trong này để cho tăng cái nhiệt độ cho nó giơ lại chịu đựng tốt hơn nhé các bạn nhé. Ok, đây mình sẽ lấy vít tinh chỉnh này, chỉnh vào trong này này, ở trong này là con vít các bạn ạ. Nếu mà các bạn vặn ngược chiều kim đồng hồ, tức là vặn ra thì giơ lè sẽ đóng trở lại đó. Đó, một nhích một tí thôi nó lên rất là nhiều rồi, cho nên các bạn chỉnh ít một thôi, đừng vặn quá. Đây là đóng này, lúc nãy nó quay như này và như này đã đóng rồi này. Đấy các bạn thấy không, tức là tăng lên khá là nhiều ấy. Ở nhiệt độ trong này cũng nhận nóng thật các bạn ạ, nóng hơn lò nướng nhiều. Rồi ok, và lát mình sẽ sử dụng đồng hồ đo điện tử đo nhiệt độ, và mình sẽ đo nhiệt độ tại mâm này xem là nhiệt độ bao nhiêu độ nhá các bạn ạ. Các bạn thấy thay một cái giơ lè cho một cái nồi cơm nó cũng không nhanh đâu. Để mình cắm vào này, mình đã điều chỉnh cái lõi của cái giơ lè rồi nhá, và bây giờ chúng ta kiểm tra xem khi nó ngắt thì bật xuống này nó có giơ lè chính có làm việc không. Mình chỉnh lên cũng khá là nhiều rồi đấy các bạn ạ.
nhưng mà nó lại sôi cả nước, xong bắt đầu giờ là chính bật xuống thì nó ngắt rồi, giờ là chính bật xuống lại ngắt luôn thì nó sẽ không được các bạn nhé. Mà khi giờ là này nó ngắt, giờ là chính bật xuống vẫn phải đun được thì lúc đấy mới ok các bạn ạ. Tức là nó là chỉ là dây le ủ thôi, làm cho ấm cơm thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn để cao quá thì nó sẽ bị cháy, có cháy. Tức là nó cứ bật đi bật lại nó sẽ sinh ra, phát sinh ra có cháy. Cho nên là các bạn để ở cái trạng thái là nó chỉ ủ cơm, làm cho nó ấm cơm, nóng cơm thôi, chứ nó không được phát sinh cháy nhá. Không, người ta mà để được khoảng 1-2 tiếng đồng hồ mà cứ để chế độ chờ này, nó đóng lên nút cháy lên hàng dày hàng cục như này các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không, nó lâu ngắt không, tăng lên một chút thôi như cái lõi thôi nhưng mà nó rất là lâu ngắt. Mình xem nó cạn nước này. Nước đang bốc hơi này, đang bay hơi thôi, chưa nóng lắm. Đấy, ngắt rồi, vậy là ok, nước bắt đầu bốc hơi là ok đấy các bạn ạ. Nào bây giờ bật ra chính này, vẫn đóng này, đó, vậy là ok rồi nhá. Nó chỉ chế độ ủ thôi chứ đừng, các bạn đừng chỉnh nó quá cao. Chỉnh cao quá là nó phát sinh cháy ở dưới đáy nồi. Khi các bạn để chế độ ủ làm cho lọ cơm nó ấm, luôn luôn ấm mà nó lại phát sinh cháy thì là không được các bạn ạ. Cho nên nó chỉ nước, hơi nước bốc hơi là được rồi. Nên nếu mà để mà hơi nước còn sôi được, cạn được nước tức là vứt đi luôn các bạn nhé. Ok, vậy là mình để video đỡ dài, mình xin kết thúc video ở đây nhé. Cái nồi này coi như mình đã sửa xong này. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu mà các bạn ủng hộ mình, cho mình xin một like để lấy động lực để ra video tiếp theo nhé. Nếu mà các bạn muốn đồng hành cùng mình trong các việc sửa chữa thiết bị đồ điện gia dụng này nói riêng này, các thiết bị điện tử và điện công nghiệp nói chung, thì có hai cách. Một là các bạn like fanpage, theo dõi fanpage sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên Facebook này. Cách hai là các bạn đăng ký kênh sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên YouTube nhé, để chúng ta cùng đồng hành trong các video tiếp theo. Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân, trân trọng cảm ơn các bạn.